Đưa dự thảo, cái đó nghe nó bác rồi mà, cái ông nào cũng nói là không nên mở khu đèn đỏ ít ra trước năm 2020 mà. Facebook kêu chia sẻ like của anh luôn thì chia đi. Thì chia đi em. Bậy rồi, Bến Tre đang tự hào người con Duy Nguyễn nha bạn. Ngày xưa Duy Nguyễn thi đại học Bến Tre cũng tự hào đó. Đó, mà bây giờ Duy Nguyễn về bảo đảm về dưới là coi như là Bến Tre chọn Duy Nguyễn chứ không giờ chọn bạn rồi, yên tâm. Trời ơi. Bà hỏi anh em Bến Tre rồi, bà hỏi tất cả người Bến Tre luôn. Ai ai Bến Tre đang xem livestream bên Duy Nguyễn có tự hào Duy Nguyễn không? Chạy bộ trước khi tập gym tốt hay sao sao em? Ơi, có ai hot không mấy con trâu con này không? Mình kêu bằng con ngé anh ơi, nhưng mà trâu con nó mới sóc đam, kêu ngé nó thường em. Nghe chú Di nói vụ kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa không đọc kịp em. Người thông minh là người che giấu đi sự thông minh, nó gọi mấy thằng xàm xí câu gì đó nói cũng được hết em, anh bảo đảm em luôn á. Mấy thằng xàm xí là mấy thằng rảnh, nó ngồi nó ra nó nói những câu nó tưởng chừng nó là trí tuệ đó em. Anh không quan tâm nghe. Công chức bị đuổi việc thì cảm thấy thứ nhất năng lực yếu kém, thứ hai là coi nó dư thừa thì đuổi em, chuyện bình thường. Tốt hay xấu liên quan gì tới anh đâu. Đúng không? Nó tốt mặt này mà nó xấu mặt kia. Ví dụ giờ đuổi việc công chức thì bộ máy nhà nước nó giảm lại, tiền thuế ít chi cho lương công chức, nhưng mà ngược lại những người đó thất nghiệp người ta làm gì? Đúng không? Cũng có thể là gánh nặng của xã hội, ai biết được. Tính chất hai mặt mấy em. Bọn này hở chút đòi đem quân ra đánh Trung Quốc, yên tâm đi, nó đâu có quyền điều động quân đội em, nó đâu có quyền điều động quân đội đâu. Thì giờ trước tiên á, giờ nó cứ ra đường đi, nó gặp thằng người Trung Quốc nào quýnh trước đi cái đã, thứ nhất để coi nó dám quýnh không cái đã nha, rồi nó tới chuyện quân đội sao. Anh Di biết Huỳnh Quốc Huy không, cao thủ phản biện cộng sản kìa, cao thủ cái khỉ gì phản động, nói bà phản động đi, cao với trả thủ. Ở đâu mà ra khái niệm mắc cười vậy em? Nga và châu Âu đang loạn, trời trục xuất mấy ngoại giao thôi mà. Có thuốc giảm cân không anh? Có bộ ba thần thánh đó em. Xã hội chủ nghĩa lỗi thời đó anh, lỗi cái đầu mày thằng ngu. Em phải biết xã hội chủ nghĩa nó ra sao, tư bản chủ nghĩa nha. Xã hội chủ nghĩa mà lỗi thời vậy, tư bản chủ nghĩa là cái gì? Hả? Sao lỗi thời? Em tầm bậy, có cái đó em cùi bắp, em không nhìn được cái sự tinh túy của nó thôi. Đúng không? Đối với anh chủ nghĩa nào cũng quan trọng, nhưng mà em nói cái câu mà chủ nghĩa từ cộng sản bị lỗi thời là thấy sai sai rồi. Ra sao sau lỗi thời, bây giờ thời đại của cái nào em viết ra hả hay sao? Khoe con chuột cái đi anh ơi, không rảnh mày ơi, chỗ đang bàn chuyện lớn kêu khoe con chuột. Nếu một ngày anh gặp cái đám phản động này, anh có đấm vô mặt không? Bậy bậy bậy. Đấm vô mặt nó đâu được gì đâu em, không có đấm. Anh sẽ kêu nó đi tập gym, kêu nó mua súp cho nó hết tiền. Anh có tiền, mình phải chơi như vậy nha. Chào em Mai Dương ướt nhẹp.
cái gì mà dài thòn thì vỏ tiếng, ngắn ngắn còn gọn chút. Có bao nhiêu nước xã hội chủ nghĩa giống Việt Nam vậy bạn? Hồi xưa có nhiều mà rụng gần hết rồi, còn 4 năm nước. Sao, có vụ gì không? Có vụ gì không? Nó tuyên truyền đòi đồ xác hết cộng sản kìa. Thôi thua đi ba. Nó một câu ảo tưởng hả? Bỏ đi nha, mấy anh đi điên giờ không cần phải nói chuyện nha. Bếp PC chừng nào có hàng danh, mua loại khác xài đi em. Anh Duy cho nhạc nhỏ tí. Em có bị gì không em? Có nhạc nữa hả? Cái keo ngoài sao là gì anh? Là súp em. Anh Duy chơi lớn vậy luôn hả? Chơi cái gì mà lớn, cái gì mà nhỏ em? Mẹ nấm có bị oan không? Oan chưa xử đó em. Oan chưa xử đó, chứ không bị oan gì hết đó. Anh Duy chắc lúc trước học giỏi lắm, thường thôi em. Lai rai đủ xài nha. Anh Duy nói chuyện đúng, anh nói chuyện đúng láo luôn á. Nói chung mày được được chứ tao sợ mày còn láo hơn tao nữa. Nhưng mà tao láo có người thương, còn mày mở miệng ra chưa láo có chừng chắc ăn độc rồi đó. Một đảng sao chống tham nhũng được anh, lãng nhách. Một đảng liên quan tới chuyện chống hay không chống mày, đúng không? Một đảng liên quan tới chuyện chống hay không chống, giờ bây giờ 10 đảng một phe thì cũng như một đảng thôi, khác chỗ nào, đúng không em? Bây giờ 10 đảng một phe thôi thì cũng khác chỗ nào, cũng là những con người với nhau trong đảng thôi. Anh láo VC, trời đất ơi, cái avatar của cu á là mặt chó tai thỏ đó nha. Mà cu nói anh láo là nhìn lại cu đi, chứ anh người đỉnh đạt em, đúng không? Anh là người đỉnh đạt mà nói chuyện đàng hoàng, tác phong này nọ, không có chửi cha mắng mẹ thằng nào hết, tóc tai này nọ, lãng tử, mắt kính này nọ, tri thức, nói chuyện đàng hoàng từ tốn để avatar đẳng cấp. Còn em mà avatar mũi chó mặt mèo mà em nói chuyện anh láo là anh không có phục em, anh không có phục được, đúng không? Bản thân cái mặt của em cũng không giống một con người nữa, mà em nói chuyện em nhận một con người, nhận xét về một người quá nổi tiếng như anh, thì cái đạo lý nào cho anh, cái sự công bằng nào cho anh hả? Nên tụi bay bỏ đi mấy cái màn mà để avatar mặt chó tai thỏ gì tùm lum đi nha. Đó, để cho avatar cho nó đàng hoàng, cho giống một cái con người trước cái đã em. Người ta nói chuyện với tụi em, người ta nhìn vào cái avatar đó chứ không phải không đâu nha. Kệ nó đi anh ơi, tùy đam em, tùy đam nha. Chào anh Tiến. Tụi em cứ đam chủ đề đây, tụi em đưa chủ đề đây anh đam cho nghe. Tụi em không đưa không mà tự nhiên kêu anh tự bơi chủ đề tự đam nữa, đâu gì vui mấy em. BBT full nhân viên rồi em. Gặp mày ngoài đời, đời tao cho ăn đập lên Google kiếm địa chỉ tới đây xin gặp giám đốc Duy Nguyễn nha, yên tâm. Không có khó đâu. Cứ lên Google search hai chữ Duy Nguyễn xong rồi tới tới công ty dạ cho bảo gặp hai bằng bảo vệ đó. Nói dạ em anh cho em gặp Duy Nguyễn. Cái bảo vệ nó hỏi gặp chi,
Em nói vậy nè, hôm qua coi livestream anh Như Nguyễn, em có hứa gặp ngoài đời, em đập ảnh thì ảnh chấp nhận rồi, thôi bây giờ anh cho em gặp để em đập anh cái. Ok, anh đợi em. Đa mấy con nghé này yếu quá anh. Ừ, tụi nó ngu quá. Nói chuyện không có đẳng cấp sao đam đây. Trong đời anh có từng bị vấp ngã lần nào không? Con lúc bị dụ ngủ lượt với hai con em ơi. Đừng nhắc lại chuyện quá khứ của ngày xưa nữa nha. Anh có ghét lực lượng công an không anh Duy? Chỉ có thằng khùng mới đi ghét công an. Mày ghét công an, con rồi cướp nó tới nhà mà nó thăm rồi đó mày kiếm ai? Hả? Kiếm ai em trai? Ví dụ như bữa đó tự nhiên bị nhà nhà của em bị đào hầm vô cướp hết tài sản của em luôn, kiếm ai? Rồi xin mời Đào Ngọc Đức lên làm Bộ trưởng Bộ Giáo dục nha. Nói vậy thằng bảo vệ nó đập cho vỡ mặt, yên tâm đi. Bảo vệ nó không cần đập. Cái chiêu này là phải cho nó vô tòa nhà xong rồi đóng cửa lại. Đó. Bảo vệ nó đập là anh đuổi, tại là bảo vệ này hủ dũng vô mưu, bảo vệ quá ngu, đúng không? Không ai đập trước cửa hết, đập trước cửa camera còn đó. Sau này nó kiện lại thì nó cũng thua thôi, nhưng mà mất công em. Mình là người khôn thì mình phải hành xử một cách thông minh nhất nha. Bị cướp kiếm dân chủ anh. Ừ, rồi bạn bị cướp bạn kiếm dân chủ đi hen. Chứ còn anh bị cướp anh đi báo công an bạn. Ok, nhận chức luôn. Trước khi nhận chức thì phải đi tranh cử nha. Chúc bạn tranh cử thành công. Mỏi thiệt nha. Trình độ học vấn giờ đang là gì vậy? Đi xuất khẩu lao động là tốt mà em, bình thường. Đại học nhưng đi buôn rồi chứ làm công thôi. Chứ làm công thôi không đủ đam. Ủa đại học đi buôn rồi sao làm Bộ trưởng Bộ dục được? Vậy làm qua Bộ trưởng Bộ Thương mại nha. Mấy bạn nào viết dài dài quá đọc không có được, như bạn có chữ Simo là thấy đọc không được rồi đó. Nói câu nào chất để cua gái anh? Câu nào chất để cua gái ha? Tiền shopping của em để anh lo. Tiền nhà của em để anh lo, tiền gia đình của em để anh lo. Câu đó chắc lắm mà tao chưa dám nói á. Sao không có gì hot hết trơn vậy ta? Phản biện gì yếu quá. À, chúng ta nên dựa vào Mỹ. Dựa vào Mỹ để làm gì? Anh chọn cá hay chọn thép? Anh chọn hết em. Chào anh Duy nè, chào em. Hẹn nhau 110. Hẹn nhau 11 với ai? Hẹn nhau 11 cứ tới đây, cứ tới công ty BBT nè, có địa chỉ lên mạng đi.
một một rồi gặp bảo vệ nói rồi em muốn một một với giám đốc của anh, nó cho vô. Chủ nghĩa cộng sản vô thần, vậy sao đảng viên thờ cúng tùm lum vậy thầy? Thầy nào hả? Chủ nghĩa cộng sản vô thần hay hữu thần thì đi kiếm người cộng sản mà hỏi nha. Còn người ta có quyền tự do ngôn luận, người ta làm những gì pháp luật không cấm nghe, có vậy mà cũng hỏi nha. Có 8 tỷ mở được mấy cái phòng gym anh một cái em. Đàm yếu quá. Ý chừng like là báo trước giờ like rồi. Để cho mấy bạn lên Google, các bạn chuẩn bị đam, mà đam như vậy thôi yếu xìu, thua luôn. Livestream với các bạn Duy Nguyễn không học hỏi được gì hết á. Tăng cơ các loại mask xem, đứng lên lật đổ đảng cộng sản đi anh đâu có bị khùng. Em thấy anh rất đẹp trai nha, tặng cho em câu anh đẹp trai chứ anh đâu có bị khùng. Anh coi clip em gửi chưa anh? Chưa em, bận rộn quá đâu thì em coi. Mới vào không biết ông này là đồng minh hay phát xít. Việt Nam không có nhân quyền, không có nhân quyền chứ mày đang làm gì vậy? Đúng không? Nếu mà nói Việt Nam không có nhân quyền, mày đang cầm điện thoại mà mày nhắn tin tao lại, tao tịch thu điện thoại mày, tán cái bóp. Ok, lấy điện thoại mày luôn. Anh nghĩ sao về tình trạng BOT hiện nay? BOT nói chung á, BOT nó có hai vấn đề, anh nói với tụi em rất là nhiều lần rồi, tụi em hỏi mãi. Thứ nhất, BOT là sẽ là rất cần thiết để phát triển đất nước, nhưng nếu trong BOT có tiêu cực thì phải xử lý. Đâu thằng nào Việt Nam không có nhân quyền, bơi vào đông đông đi mấy em, đứa hỏi câu trả lời cho hết. Tóc đẹp, lâu lâu mấy con bạn biết nhìn hàng đó. Thằng này sẽ nghèo, nghèo vì láo. Còn yên tâm đi, mày mãi mãi mày không giàu, tại vì mày không có lý do. Không có lý do không giàu được bạn. Còn ví dụ như thằng này sẽ nghèo vì láo, ok, có lý do thì có thể anh sẽ nghèo, nhưng bạn ráng đợi đi. Nhưng mà Duy Nguyễn chắc chắn đời bạn không bao giờ giàu. À, Việt Nam theo Mỹ á, giờ theo Mỹ để làm gì? Theo theo cũng được, theo cũng được bình thường. Mấy mình đi theo người ta cũng được mà, nhưng mà theo để làm gì? Loại bỏ chủ nghĩa Mác Lênin, rồi loại bỏ chủ nghĩa Mác Lênin thì thay 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 vô đó bằng cái chủ nghĩa nào? Hả? Cho mình cái chủ nghĩa thay vô đi. Tao hỏi mày giật tay với tao không? Trời đất ơi, trẻ trâu mày, có nhiêu tiền mà vô mày rủ tao giật tay ghê vô bay. Thế nào là tiêu cực trong BOT? Trời ơi thằng này không hiểu gì luôn trời. Tiêu cực trong BOT kiểu như như cấu kết, rồi nhiều khi là tham nhũng. Nó nhiều khi không có gọi là minh, không có gọi là minh bạch trong cái vấn đề tiền thu vé ở các chiều xe đi lại. Thí dụ như thu 10 chiếc hay thu 3 chiếc. Vậy cũng hỏi nữa. Anh nghĩ sao mấy thằng tuyên truyền chống phản động ở nước ngoài ăn welfare và từ thiện nha? Ủa lộn lộn, quyên góp, quyên góp. Muốn kinh doanh giỏi thì học Duy Nguyễn trước em. Thay thế bằng chủ nghĩa Hitler hả? Cắt ghép đầu người có vô đạo đức về lương tâm không anh Di? Cắt ghép đầu người sao, trong Photoshop hay trên bàn mổ em? Công lý là diễn viên, còn còn công lý là
gì vậy trời? Đừng có đập Rust. Cao 1m50, nặng 40kg, tập gym được không anh? Được em. Vô lẹ lẹ đi mấy em. Việt Nam có công lý, còn ở Mỹ không có công lý nha. Đúng rồi, ok, cách chơi chữ. Vậy trước giờ BOT chưa có vụ tiêu cực nào được xử, vậy có tiêu cực không? Mày hỏi nhà nước chứ mày hỏi tao sao tao biết, tao đi thanh tra BOT đâu ba. Khổ ba quá à. Con ở phòng game, ba không hỏi game. Ba hỏi trong BOT có tiêu cực không? Anh có thích xăm hình không? Vì sao không thích xăm? Vì anh sợ nhột. Có mấy đứa nói Việt Nam theo Trung Quốc mà sao năm 79 nó quýnh mình chi nhỉ? Trời đất ơi, lịch sử năm 79 cũng không biết nè. Việt Nam chưa bao giờ theo Trung Quốc bạn. Vậy thì Duy Nguyễn hỏi ngược lại các bạn coi, theo nghĩa là sao? Như thế nào gọi là theo? À, clip Như Lai thần trưởng của Trung á hả? Xăm mình không anh? Em là thằng thợ xăm hả? Hả? Em là thằng thợ xăm hay gì? Rảnh quá coi thằng này xàm. Rảnh rảnh với ngàn người đó bạn. Bạn có biết ngàn người là đứng ghét like là bao nhiêu xa không? Hả? Cuộc đời bạn có bao giờ bạn like ngàn người coi chưa? Chưa đúng không? Vậy định nghĩa là chịu rảnh của bạn đi nha. Tại sao chính phủ đề ra đề án mở rộng sân bay về phía Nam mà không đụng vào gì ở Sài Gòn đúng không? Thì bạn không nghe giải thích hả bạn? Đúng không? Bây giờ theo đơn vị đầu tư vấn độc lập của Pháp, người ta nói là giờ mình xây cái nhà ga ở ở hướng Nam, không có cần phải xây đường băng tốn tiền, đúng không? Thứ hai là thời gian xây dựng nó cũng nhanh hơn, thì nó xét về cái lợi ích về kinh tế, lợi ích về an ninh, quốc phòng nữa. Thì bây giờ chọn cái phương án của gì quên rồi ta, chọn phương án của ông Pháp để xây về phía Nam. Phía Nam phía Bắc liên quan gì tới tụi mày? Khổ quá. Anh hỏi mày nghe nha, phía Nam phía Bắc giờ liên quan gì tới tụi em? Phía nào phía miễn bây giờ cái sân bay Tân Sơn Nhất bây giờ nó không còn bị gọi là quá tải nữa, đúng không? Nó mở rộng được cái công suất ra thôi. Khổ ghê vậy, tụi bay toàn dân đen không mà. Người ta phương án người ta đưa ra hai ba chỗ rồi, người ta họp bao nhiêu lâu rồi, người ta ra quyết định cuối cùng. Tụi bay không có liên quan gì trong đó hết trơn mà tụi bay bàn như đúng rồi hà. Nhiều thằng nói nền toán học Việt Nam như con mọt sách. Huy chương IMO của Việt Nam thua xa các nước Nga, Úc. Nó thua xa cây mẹ nó học được nhiều điểm mệt quá. Còn bây giờ thời đại bây giờ nó nổi tiếng rồi, ông thời đại bây giờ nó mở cửa rồi đó. Thì đi du học nước ngoài đi, có tiền cứ đi du học nước ngoài, ai cấm trời. Khổ ghê vậy đó. Bởi vậy nói của nó là sai rồi đúng không các bạn? Mấy bạn cảm thấy cái trường này không giỏi thì bạn có quyền bạn chọn trường khác. Đâu có ai ép mà học cái trường này đâu. Còn mấy chuyện mà nó tới, nó lui, nó xuôi, nó ngược xào qua, xào lại, xào nhức đầu quá. Em mới vô chào anh Duy. Ừ, chào em. Anh ơi, nên mua sữa Serimax ở đâu tốt? Không có bán em. Phép lịch sự của một con người có học biết xưng hô, không ai cũng mày tao hết. Thân gửi anh Di thì mày biến đi. Tao dân miền Nam thích kêu mày nhỏ tuổi hơn tao bằng mày á, được không? Mày thích thì mày nghe, không thích thì mày nắp. Cần chơi với Duy Nguyễn là mày, chứ Duy Nguyễn chả cần chơi với mày, ok. Trả lời vậy chắc không mấy em? Tao dân Nam Bộ tao vậy đó. Được chơi không được biến à. Mà giống như tao dân Ấn Độ, tao đang ăn tao bóc. Tao cầm cà ri gà, tao ăn, tao đang bóc, tao đang ngòm ngoèm trong miệng. Mày tới mày ký hợp đồng với tao, tao bắt tay mày. Mày chê tao dơ, mày bắt tay thì mày cút luôn. Không cần phải dài giống hết mấy em. Đâu nữ thần tự do đâu.
Vậy bô xít Tây Nguyên chính phủ cũng họp đúng quy trình, bây giờ thua lỗ ảnh hưởng môi trường. Ảnh hưởng môi trường thì bây giờ mình mổ xẻ ra coi nó ảnh hưởng như thế nào, tội ở đâu xử người đó ông ơi. Còn cái chuyện làm ăn thua lỗ là cái chuyện bình thường, không có gặp lại gì vấn đề hết mày ơi. Coi cái thua lỗ đó là do là vô tình hay là do cố ý, đúng không? Giống như vụ Đinh La Thăng kìa, đầu tư mà cố ý 800 tỷ thì bị xử rồi đó. Mấy ba lo quá. Mấy ba nhìn vô hiện tượng mà mấy ba chả biết cái con khỉ gì nguyên nhân hết á. Bởi vậy mấy ba cái gì trí trí tuệ có hạn mà thích làm chiến lược gia không mà thua luôn. Việt Nam là nước có nhiều chính trị gia nhiều nhất thế giới, tầm bậy. Tầm bậy rồi em trai, thống kê lại đi ngang. Nói về hiệp định Geneva đi anh. Hiệp định Geneva nó dễ lắm em. Hiệp định Geneva biết là hiệp định gì không? Hiệp định lập lại hòa bình ở Đông Dương vậy thôi. Ba nước Đông Dương được trao trả hòa bình và Pháp phải rút. Đó. Rồi xong rồi cái hiệp định năm Đông Dương nó tạm thời nha, nó chia cắt vĩ tuyến 17 của Việt Nam ra làm đôi để làm cái vùng tập kết. Đó. Quân đội của Pháp nó đang ngoài Bắc thì nó cút hết vô miền Nam. Đó. Xong rồi cái phía ông nội miền Nam này hắt hiệp định Geneva, thành lập ra chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Cái hiệp định Geneva nó quy định là giờ là tới năm 1956 là tổng tuyển cử toàn quốc dưới sự giám sát của Liên Hiệp Quốc đó. Xong rồi cái bên kia sợ không dám tổng tuyển cử mấy em, hắt hắt bác tổng tuyển cử luôn. Nó đơn giản là vậy thôi, ai muốn hiểu sâu hơn thì hỏi tiếp. Mười tám năm đền 600 tỷ là nặng hay nhẹ? Nếu mà làm lỗ 800 tỷ đúng không? Anh nói số thôi nha, anh nói dựa trên số. Nếu mà làm lỗ 800 tỷ mà đền 600 tỷ còn 18 năm anh thấy hơi nặng đó. Vậy thôi giờ quên làm cái kèo luôn, đền luôn 800 tỷ rồi khỏi ra tù được không? Đó, đúng không? Vậy được không? Chứ đền gì đền kỳ vậy? Sợ trong đó nó còn gì mình chưa biết thôi. Anh nói chút về rân cơ giảm mỡ, tăng cơ giảm mỡ em. Anh ơi, tại sao Nga lại bỏ chế độ sau chủ nghĩa? À mà trong khi đó Nga là cái nôi. Tại vì Nga nó bị khủng hoảng chính trị vào giai đoạn đó em, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng kinh tế luôn. Thì nền kinh tế nó không trụ nổi nó thì gọi là trong nội bộ nước Nga nó có đảng, nó có phe này phái nọ đó em. Hiểu không? Tức là cái nạn phe phái trong đó rồi. Với phần cái khủng hoảng kinh tế này nọ kia ra làm cho nước Nga nó thằng kia nó muốn bỏ thì nó lên nó cầm quyền nó bỏ luôn. Lịch sử có ghi mà, coi đi, gốc Ba Chóp. Gốc Ba Chóp hay gốc Ba Chép gì đó. Rồi xong rồi tới ông gì ta? Ông Giang Sin phải không? Ông gốc Ba Chóp xong rồi tới ông Giang Sin ông đuối quá mới truyền ông Putin đúng không? Putin là mắt Nga crit again đúng không? Bị CIA phá hoại, đương nhiên nó bị khối tư bản phương Tây nó phá từ hồi chiến tranh lạnh rồi. Quan chức tham nhũng quá anh ơi, đâu ai tham nhũng em. Tham nhũng là có Việt Nam mình đúng không? Tham nhũng là có em. Anh cũng đang cầu cho bắt tham nhũng nhiều nhiều một xíu nè. Con trai cái gì quý nhất anh, của quý em? Anh có cặp kính đẹp quá, em biết nhìn hàng rồi đó. Anh nghĩ có nên bỏ Tết ta không anh? Gộp Tết Tây với Tết ta lại một ngày em. Rồi cho nghỉ một ngày thôi. À, không theo Mỹ thì mua súp của chị Na hay Putin hả anh Duy? Không có Mỹ thì anh Duy bán cái gì? Em nói chuyện ngu học quá em. Đúng không? Tại sao anh chửi em ngu học? Tại vì em là có lịch sử rồi. Em comment rất là nhiều câu ngu học trong những chương trình livestream của anh Duy rồi. Nên anh lưu trữ em trong bộ nhớ là ngu học nha. Theo là theo nghĩa nào? Đúng không? Kinh tế và chính trị là hai vấn đề nó có liên quan tới nhau nhưng nó không phải là một.
Còn nói chuyện bây giờ mà bạn nói là kinh tế mà đi theo một nước á, là thì bạn là cái thằng ngu học và bạn không biết làm ăn nhất trên đời. Đúng không bạn? Bây giờ bạn làm ăn, bạn muốn có 100 khách hàng hay bạn chỉ muốn có một khách hàng? Bạn chọn đi. Bạn comment mà ngu không tưởng luôn á. Đúng không? Khi chúng ta làm ăn, chúng ta mở rộng quan hệ hợp tác thì chúng ta càng nhiều khách hàng càng tốt. Đúng không ạ? Đó, thì tại sao bạn lại nói cái chuyện mà kinh tế nên đi theo nước này và không đi theo nước kia? Vậy có bạn là bạn thằng dốt làm kinh tế không? Đúng không? Bạn có phải là thằng rừng trong rú làm kinh tế chưa? Rõ ràng là sai rồi. Đúng không các bạn? Nên các bạn bình tĩnh, bạn nói chuyện kinh tế cần phải có chuyên môn. Duy Nguyễn là giám đốc của một công ty và Duy Nguyễn công ty Duy Nguyễn làm kinh tế. Nên Duy Nguyễn trả lời câu hỏi này á là có sức thuyết phục đó nha. Đó. Thua luôn.